Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phạm Thiên Vũ. Để bắt đầu, các anh chị và các bạn vui lòng cho Vũ xin một like và bấm đăng ký kênh và bật thông báo để cập nhật những video mới nhất về bất động sản Bình Phước. Vũ xin cảm ơn. Hôm nay Vũ sẽ dẫn các anh chị và các bạn đến một lô đất diện tích là 34x39m, sổ sách pháp lý đầy đủ, rất thích hợp để các nhà đầu tư và các doanh nghiệp làm nhà xưởng, kho bãi hoặc phân lô tách thửa. Lô đất có mặt đường quy hoạch 28m, hiển thị trên sổ tại ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Con đường các anh chị đang đi là con đường DH Đồng Tiến Tân Phú. Đây là con đường nối từ thị trấn Tân Phú, trung tâm hành chính của huyện Đồng Phú, với quốc lộ 14, xã Đồng Tiến. Con đường DH Đồng Tiến Tân Phú có bề rộng mặt đường là 42m và đang được thi công mở rộng. Vị trí từ lô đất đến con đường DH Đồng Tiến Tân Phú là khoảng 50m. Cách khu công nghiệp Bắc Đồng Phú B khoảng 1,5 km, cách khu công nghiệp Bắc Đồng Phú A khoảng 3 km, cách con đường DT741 khoảng 2 km và cách trung tâm hành chính huyện Đồng Phú khoảng 4 km. Hiện tại Vũ đang có mặt tại ngã ba, chỉ cách vị trí lô đất khoảng 50m. Con đường DH Đồng Tiến Tân Phú có bề rộng mặt đường là 42m và đang được thi công mở rộng. Đây là con đường nối từ thị trấn Tân Phú, trung tâm hành chính của huyện Đồng Phú, với quốc lộ 14, xã Đồng Tiến. Đường có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Đồng Phú. Con đường các anh chị đang đi là con đường hiện hữu 8m và được quy hoạch là 28m, nối từ con đường số 4 với con đường DH Đồng Tiến Tân Phú. Bên cạnh lô đất là một công ty xí nghiệp đang hoạt động. Tính từ bờ tường công ty xí nghiệp qua là 34m và chiều dài là 39m. Lô đất với diện tích 34x39m rất thích hợp để các nhà đầu tư và các doanh nghiệp làm nhà xưởng, kho bãi hoặc phân lô tách thửa. Sổ sách pháp lý đầy đủ. Hiện trạng đất rất bằng phẳng, có đường điện kéo vào tận nơi và trước mặt là con đường được quy hoạch 28m và đặc biệt chỉ cách con đường DH Đồng Tiến Tân Phú khoảng 50m. Thank you.
Và nếu các anh chị đang quan tâm đến mảnh đất này thì hãy comment phía dưới, hoặc để lại số điện thoại, hoặc kết bạn Zalo với Vũ. Vũ sẽ báo giá và cam kết về thông tin chính xác và chất lượng thông tin, cũng như là giá gốc và chính sách mới nhất từ chủ đầu tư. Chỉ cách khu công nghiệp Bắc Đồng Phú B khoảng 1,5 km, cách khu công nghiệp Bắc Đồng Phú A khoảng 3 km, cách con đường DT741 khoảng 2 km, cách trung tâm hành chính huyện Đồng Phú khoảng 4 km, và chỉ cách con đường DH Đồng Tiến Tân Phú đang được thi công mở rộng khoảng 50 m. Vì vậy, lô đất với diện tích 34 x 39 m, sổ sách pháp lý rõ ràng, có mặt đường quy hoạch 28 m thể hiện trên sổ, tại ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, rất thích hợp để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp làm nhà xưởng, kho bãi hoặc phân lô tách thửa vào lô đất nói trên. Và nếu các anh chị đang quan tâm đến mảnh đất này hoặc bất động sản tại thị trường Bình Phước thì hãy comment phía dưới, hoặc để lại số điện thoại, hoặc kết bạn Zalo với Vũ. Vũ sẽ báo giá và cam kết về thông tin chính xác và chất lượng thông tin, cũng như là giá gốc và chính sách mới nhất từ chủ đầu tư. Và các anh chị vui lòng cho Vũ xin một like và bấm đăng ký kênh phía dưới để Vũ có động lực làm nhiều video hơn nữa gửi đến cho các anh chị. Và cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.